Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp thi viên chức y tế Hà Nội. Xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy hướng dẫn các nội dung tập của kỳ thi viên chức y tế Hà Nội năm 2020. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em với vị trí việc làm là dân số viên hạng 4. Chúng ta biết là ngoài 6 văn bản chung chúng ta đã học cùng nhau, đó là luật viên chức 2010 sửa đổi 2019 rồi nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức rồi nghị định 115 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, rồi luật khám bệnh chữa bệnh 2009, luật dược là năm 2016. Thì với các bạn thi vị trí việc làm dân số viên hạng 4, các em còn có các văn bản đó là nghị định 104 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh của phần dân số và Thế còn với lịch học của các bạn và kỹ sư hạng 3 thì thầy sẽ bổ sung vì hai ngày cuối tuần vừa rồi thầy có việc gia đình nhá em yên tâm thầy lịch thi của chúng ta đã lùi lại đến mùng năm à, thầy sẽ bổ sung đừng nên hỏi thầy thường tại sao các em phải hỏi quan tâm là thầy khỏe ốm thế nào nhá à, thầy rất là hiểu sự sốt ruột của các em thầy biết kế hoạch nhá đấy, thì những câu hỏi chưa chào thầy như bạn Quang anh thì chỉ biết hỏi tại sao thôi. đúng không ạ hiểu tại sao lý do tại sao thầy những ngày vừa rồi các em chưa có ai nhắn tin hỏi thầy là thầy ốm đau khỏe mạnh như thế nào đúng không ạ sống và biết quan tâm với nhau đúng không ạ đấy còn thầy dạy có trách nhiệm như nào thì các em cũng đã biết rồi đúng không ạ rất là quan trọng nha thì thầy nhắc qua là như vậy được chưa chúng ta sống với sự tinh ý với nhau cái sự quan tâm mới là quan trọng đúng không ạ còn thầy luôn có trách nhiệm cả lớp một quá trình xuyên suốt các em thấy thầy đã dạy các văn bản chung rồi văn bản riêng từng vị trí đúng không thì bao nhiêu vị trí các em thấy đúng không ạ chứ còn mấy vị trí còn lại đúng không ạ chúng ta biết rồi số lượng các em phải biết điều đó thầy quay lại cái nội dung ôn tập cho các bạn là thi vị trí dân số hạng 4 đúng không ạ thì chúng ta có thể nhắc lại có văn bản chung sáu văn bản chung như vậy và có văn bản riêng của vị trí của em đó là nghị định 104 đúng không ạ rồi sau đó là nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới rồi nghị quyết số 15 và một, một giải pháp tăng cường công tác dân số hoặc gia đình trên địa bàn thành phố hà nội rồi kế hoạch số 74 đúng không ạ về công tác dân số trong tình hình mới rồi kế hoạch số 94 về công tác dân số trong tình hình mới rồi thông tư liên tịch số 08 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số rồi nghị định số 117 đúng không? Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quy định số 102 của ban chấp hành trung ương về xử lý luật đảng viên vi phạm thì thầy sẽ hướng sẽ, sẽ, hướng dẫn nhắc lại như tôi nói tài liệu của tất cả các vị trí các đăng ký đều thầy đã đưa lên lớp chúng ta. Và với cái nội dung về pháp luật chuyên ngành thì thầy sẽ lên và nhắc cho các em nhấn mạnh để ta vừa kết hợp với tài liệu thầy gửi rồi nội dung thầy nhấn mạnh trong video để các em dễ dàng học các em nhé. Thì đầu tiên với văn bản nghị định 104 của chính phủ đấy. Quy định uh, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của phần đánh số thì đầu tiên là điều 4 là mục tiêu chính sách dân số thì chúng ta cần nhớ từ khóa đây chính là để ta nhớ khi trình bày ấy, là duy trì mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con để ổn định uh, quy mô dân số, bảo đảm cơ cấu dân số và phân loại dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số. Đó thì chúng ta nhớ về mục tiêu. Còn phần uh, dẫn dắt trình bày như thầy nói tất cả các câu hỏi thầy hướng dẫn rất chi tiết trong các câu hỏi bộ đề của phần 6 bản chung thì các em nhớ một cái form như vậy nhá để chúng ta áp dụng vào các câu hỏi của phần pháp luật chuyên ngành này thì các em cần nhớ về mục tiêu của chính sách dân số chính là duy trì mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con đúng không ạ để ổn định quy mô dân số bảo đảm cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý nâng cao chất lượng dân số đây là những quy định thấy rồi hướng dẫn của pháp luật pháp lệnh dân số năm hai nghìn ba đúng không? Chúng thấy thời đó thì chúng ta thấy là thực hiện chính sách cái hóa gia đình à, mỗi, mỗi gia đình là, là, chúng ta thấy với những khẩu hiệu mỗi gia đình hai con để nuôi dạy cho tốt, đúng không? nuôi con khỏe dạy con ngoan, đúng không? Dù gái, gái hay trai chỉ hai là đủ. Nhưng bây giờ thấy với tình hình mới thì chúng ta sẽ cập nhật qua cái nghị quyết số 21 đúng không? Thì chúng ta sẽ cập nhật rất là rõ liên quan cái chính sách dân số cũng đã thay đổi, đúng không ạ? đó thì chúng ta thấy từng giai đoạn em nhé À, tiếp theo điều năm về trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong tác dân số thì chúng ta thấy về cơ quan tổ chức uh, trong phạm vi nhiệm vụ của mình thì có trách nhiệm cụ thể đầu tiên đó là tổ chức thực hiện pháp luật về dân số thì với những nhiệm vụ rất là trách nhiệm cụ thể ở đây đúng không ạ à, là xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế điều lệ uh, và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu chính sách dân số thứ hai đó là tổ chức thực hiện các biện pháp phù hợp với điều kiện của cơ quan tổ chức tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện kinh phí để các thành viên của cơ quan tổ chức thực hiện công tác dân số à, thứ ba đó là tạo điều kiện để các thành viên của các cơ quan tổ chức thực hiện quy chế điều lệ và các hình thức khác của cơ quan tổ chức các hương ước quy ước à, của cộng đồng về dân số thứ tư nó đưa ra chỉ tiêu thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoạt động thường xuyên của cơ quan tổ chức thứ năm là kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết việc thực hiện mục tiêu chính sách dân số thì với cái uh, chúng ta thấy với nhiệm vụ thứ nhất ở đây uh, về cái tổ chức thực hiện pháp luật dân số chúng ta nhớ cho thấy năm nội dung ta gạch luôn nhá uh, về liên quan về nội dung từ xây dựng quy chế này rồi tổ chức biện pháp rồi tạo điều kiện thành viên thực hiện quy chế này rồi bám sát cái quy chế điều lệ đấy em nhá rồi đưa ra thực uh, chỉ các chỉ tiêu thực hiện công tác dân số rồi kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết cái uh, chúng ta thấy tiếp theo về trách nhiệm thứ hai ở đây là tạo điều kiện cho cá nhân các thành viên gia đình thực hiện chính sách dân số thì nó có hai nội dung nội dung thứ nhất đó là cung cấp thông tin tuyên truyền vận động và giáo dục dân số nội dung thứ hai là cung cấp dịch vụ dân số đa dạng à, chất lượng thuận tiện và an toàn đến tận người dân à, trách nhiệm thứ ba ở đây chúng ta thấy đó là nồng ghép các yếu tố dân số và quy hoạch kế hoạch à, và chương trình phát triển kinh tế xã hội trách nhiệm thứ tư ở đây đó là thực hiện xã hội hóa công tác dân số đó thì chúng ta thấy với cụ thể của trách nhiệm cơ quan tổ chức trung dân số thì có 4 à, có ở đây tất cả này có, có 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 4 trách nhiệm như vậy nhá. Và đặc biệt với trách nhiệm thứ nhất à, về tổ chức thực hiện pháp luật dân số thì có 5 nội dung Để các em nhớ giúp thầy phần đó. À, tiếp theo à, thì chúng ta thấy ở điều 6 về trách nhiệm của cá nhân, các thành viên gia đình trong việc thực hiện chính sách dân số thì à, chúng ta thấy có 3 trách nhiệm cụ thể gắn với cá nhân, thành viên trong gia đình. Một đó là thực hiện mục tiêu chính sách dân số trên cơ sở chuẩn mực gia đình ít con, nó ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Hai, đó là tạo điều kiện giúp đỡ cá nhân thực hiện mục tiêu chính sách dân số phù hợp với nửa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập, nuôi dạy con, phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhà nước. Thứ ba, đó là thực hiện uh, lập pháp, uh, uh, luật pháp, chính sách về dân số, Uh, quy chế điều lệ và các hình thức khác của cơ quan tổ chức quy ước uh, hương ước của cộng đồng thì chúng ta nhớ là với trách nhiệm cá nhân các thành viên trong gia đình thực hiện dân số thì có ba ba cái trách nhiệm như vậy thì chúng ta gạch số luôn để chúng ta không quên tiếp theo về thông tin dân số thì chúng ta thấy các thông tin mà chúng ta cần nắm bắt thông tin dân số nó gồm bốn nội dung gạch số 4 luôn người ta không sót ý thì uh, cái thông tin dân số thứ nhất cần quan tâm đó là kiến thức về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình bình đẳng giới các bệnh về di truyền, các biện pháp nâng cao chất lượng dân số. Nội dung thứ hai về thông tin dân số mà chúng ta cần có đó là nội dung về biện pháp rồi điều chỉnh quy mô, cơ cấu nâng cao chất lượng dân số và phân bố dân cư. Thứ ba đó là quyền trách nhiệm của cá nhân và các thành viên gia đình trong việc thực hiện chính sách dân số. Và thứ tư là các nội dung khác liên quan đến dân số. Ở điều thứ 8 chúng ta nó nắm bắt về các loại dịch vụ dân số đúng không? Thì chúng ta thấy nó có bốn dịch vụ để cũng gạch cho thầy, bốn cái dịch vụ dân số dịch vụ thứ nhất là cung cấp thông tin số liệu các phương tiện và sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền vận động giáo dục và tư vấn dân số thứ hai là chúng ta thấy là cung cấp phương tiện tránh thai dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn kiểm tra các bệnh hoặc các vấn đề sức khỏe có liên quan đến yếu tố di truyền mà chúng ta gọi là bệnh di truyền đấy đúng không ạ dịch vụ thứ ba đó là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số và dịch vụ thứ tư là các dịch vụ dân số khác theo quy định pháp luật được chưa ạ? Thì thì vào như thầy nắm bắt được thì với lịch thi của chúng ta sẽ chuyển đến mùng 5 tháng 12 em nhá. Vâng thì để chút nữa thầy thầy tìm cái công văn đó thì gửi lên up lên lớp chúng ta. Đó thì chúng ta nắm được bắt cái thông tin sớm về cái thời gian thi được chưa Thì thầy nhắc lại với cái, cái các loại dịch vụ dân số ở đây nó có bốn dịch vụ như vậy được chưa Ở điều 9 về nghiêm cấm các hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì chúng ta cần nắm ba cái nội dung rất quan trọng đúng không ạ à, hành vi thứ nhất mà nghiêm cấm cản trở ở đây đó là đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm và đấy như bạn là trà giang đã ghi đúng không chính xác đấy và lời chưa thì chúng ta là lùi lại so với dự kiến ban đầu đúng không ạ là tùy từng vị trí thi của các em vâng thì thì chúng ta thấy là trước là từ hai năm đến ba mươi đúng không bây giờ sẽ lùi lại thì tùy nó dao động từ 5 đến 10 ngày do thời gian thi thì cũng là thuận lợi cho các em rồi đấy là cái điểm rơi rất là phù hợp với lớp chúng ta thầy cũng đã tính toán những kế hoạch nó phù hợp nhất à, cho các em nhá đó thì các em yên tâm các em đã vào học xuyên suốt à, trong quá trình học của thầy rồi đúng nhá thì thầy nhắc lại với nội dung tiếp theo về cái ba nội dung nghiêm cấm hành vi cản trở cưỡng bức thực hiện theo gia đình này à, thì à, chúng ta thấy ở đây còn là đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm à, xâm phạm thân thể Người sử dụng biện pháp tránh thai, rồi người sinh à, toàn con trai hoặc toàn con gái, được chưa? Rồi à, hành vi thứ hai, chúng ta thấy là ép buộc, à, áp đặt sử dụng biện pháp tránh thai, mang thai sinh sớm, sinh dày, sinh nhiều con, sinh con trai, sinh con gái. Rồi thứ ba là nghiêm cấm gây à, khó khăn cho người tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai. Đấy về ba hành vi các em cần nhớ nhá. Tiếp theo về điều 10 về nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi thì chúng ta cũng có ba ba hành vi cần nghiêm là chúng ta thấy là nghiêm cấm hành vi đó là hành vi thứ nhất đó là tuyên truyền phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi dưới các hình thức đó là tổ chức nói chuyện này viết dịch nhân bản các loại sách báo tài liệu tranh ảnh ghi hình ghi âm tàng chữ lưu truyền tài liệu phương tiện và các hình thức tuyên truyền phổ biến khác và về phương pháp tạo giới tính thai nhi hành vi nghiêm cấm hai về lựa chọn giới tính thai nhi chúng ta thấy đó là chẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi bằng các biện pháp xác định qua triệu chứng rồi bắt mạch à, xét nghiệm máu gen nước ối tế bào sơ và hành vi thứ ba đó là loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bằng các biện pháp phá thai và cung cấp sử dụng các loại hóa chất thuốc và các biện pháp khác đấy thì các em nắm bắt nội dung này đặc biệt ở vấn đề phải thá thai nó mang tính cả nhân tính nhân đạo nhân bản đấy chúng ta thấy rất là rõ nhá đấy chúng ta đừng vi phạm những hành vi này à, nói vui là việt nam chúng ta thì mãi vừa rồi mới giành huy chương vàng môn bóng đá đúng không ạ sea game rồi IF uh, iapcup chúng ta thấy là với về lĩnh vực về phá thai Việt Nam mình là uh, một tốt trong những nước uh, trong trên thế giới là về phá thai do chúng ta uh, thiếu hiểu biết đúng không? Chúng ta thấy đặc biệt về, về giới tính về các biện pháp phòng tránh thai. Điều 11 về nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và cung cấp một số Việc phương tiện tránh thai thì chúng ta kem cành gạch luôn chỗ này cho thầy là đấy là bốn, bốn cái cái, cái cái hành vi rất là rõ uh, gắn với liên quan cung cấp phương tiện tránh thai thì là bốn, đó là phương tiện tránh thai không đúng tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa theo quy định pháp luật đúng không ạ vừa rồi chúng ta hàng loạt đấy liên quan đến quản lý thị trường phát hiện loạt cái cái việc mà bao cao su dùng lại đấy chúng ta thấy đúng không ạ rất là nguy hiểm thứ hai là phương tiện tranh thai kém chất lượng đấy đã được cơ quan thẩm quyền kiểm tra chất lượng kiểm định và kết luận bằng văn bản thứ ba đó là phương tiện tránh thai quá hạn sử dụng ghi trên sản phẩm bao bì sản phẩm hoặc tuy chưa quá hạn sử dụng ghi trên sản phẩm bao bì sản phẩm nhưng đã có thông báo không được tiếp tục sử dụng của cơ quan thẩm quyền và thứ tư đó là phương tiện thai chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền uh, cho phép lưu hành ở Việt Nam. Đó chúng ta nhớ quy định về uh, cái, uh, về hành vi nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và cung cấp uh, các phương tiện tránh thai. Ở điều 12, đó là nghiêm cấm một số hành vi tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số thì chúng ta nhớ gạch cho thầy ba cái nội dung. Thứ nhất mà nghiêm cấm ấy, hành vi thứ nhất rất rõ là tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đấy chúng ta không được xuyên tạc, bịa đặt đúng không ạ? Thứ hai là tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số không chính xác, sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến thực hiện công tác dân số, đời sống, xã hội và các lĩnh vực khác. Thứ ba là lợi dụng tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình để phát tán tài liệu, vật phẩm hoặc các hành vi khác trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Đó, chúng ta nhớ với điều 12 này có ba nội dung về nghiêm cấm hành vi tuyên truyền phổ biến thông tin dân số ở điều 13 về biện pháp à, điều chỉnh quy mô dân số thì chúng ta nhớ là có hai biện pháp à, gạch số 2 cho thầy luôn đúng không ạ thì biện pháp thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình dự án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân góp phần điều chỉnh quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ biện pháp thứ hai đó là xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình dự án kế hoạch về chăm sóc sinh, à, sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình để xây dựng gia đình ít con, duy trì vững chắc mức sinh thay thế để ổn định quy mô dân số hợp lý. À, chúng ta nhớ hai cái cái uh, hai biện pháp điều chỉnh quy mô dân số như vậy. Tiếp theo ở điều 14 về mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thì có hai mục tiêu. Đấy, nhớ con số 2. Mục tiêu thứ nhất đó là đảm bảo các điều kiện của để cá nhân, các cặp vợ chồng thực hiện mục tiêu chính sách dân số, phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 2 12 tuổi đến 30 năm tuổi. Lựa chọn khoảng cách Ừ, giữa các lần sinh từ 3 năm đến 5 năm sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp điều với phù với điều kiện kinh tế đúng không mỗi gia đình đấy mỗi cá nhân rồi phù hợp với sức khỏe tâm lý và các điều kiện khác của mỗi cá nhân à, cặp vợ chồng mục tiêu thứ hai ở đây chúng ta thấy là nâng cao sức khỏe cho người dân đặc biệt là người chưa thành niên phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ giảm à, bớt tỷ lệ bệnh tật tử vong đối với người mẹ và trẻ sơ sinh thực hiện các biện pháp phòng chống và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh, đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục HIVS. chúng ta nhớ cho thầy hai mục tiêu nhà gạch luôn hai mục tiêu như vậy. Điều 15 về biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình thì chúng ta nhớ cho thầy năm cái biện pháp ở đây. Biện pháp thứ nhất đó là tuyên truyền giáo dục cho người dân, mọi người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình, đặc biệt là chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục cho người chưa thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản đó chúng ta thấy làm sao chúng ta em có thể con nhỏ lớn đấy làm cha làm mẹ nó sẽ đến độ tuổi chúng ta cần phải giáo dục nha chúng ta cứ lo no sợ là gì vạch đường cho hiêu chạy nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta thiếu về những kiến thức các con về kiến thức về giới tính còn nguy hiểm rất là nhiều đúng không ạ thứ hai là chúng ta biện pháp ở đây là cung cấp tận người tới tận người dân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cái gia đình đa dạng chất lượng thuận tiện an toàn cái biện pháp thứ ba đó là khuyến khích lấy vật chất và tinh thần thực hiện các chính sách xã hội để thúc đẩy việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình trong nhân dân. Biện pháp thứ tư là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình. À, biện pháp thứ năm đó là phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình. Đó chúng ta nhớ thầy 5 cái biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình. Ở điều 16 về nội dung quản lý chương trình dự án, kế hoạch và chăm sóc sức khỏe sinh sản của gia đình. Chúng ta nhớ cho thầy bốn nội dung. Nội dung thứ nhất, đó triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch, đúng không ạ? Theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung thứ hai là bảo đảm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoạt động của chương trình dự án kế hoạch. Nội dung thứ ba là sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được quản lý. Và nội dung thứ tư là thanh tra kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình dự án kế hoạch. Ở điều 18 quy định về hình thức tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vận động giáo dục tư vấn về dân số sức khỏe sinh sản các gia đình. Thì chúng ta cần nắm bắt từng nội dung ở đây về hình thức tuyên truyền vận động, tư vấn dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình thì chúng ta nhớ cho thầy ba cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet. Bây giờ rất thuận tiện đúng không mạng Internet đầy đủ mạng cả mạng xã hội, Facebook, YouTube đúng không? Zalo, Viber đúng không Đầy đủ luôn thứ hai đó là hình thức về tuyên truyền vận động trực tiếp và tư vấn là đội ngũ tư vấn viên thứ ba là tư vấn uh, liên quan đến hình thức tổ chức giảng dạy học tập uh, trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục công dân đó thì cần uh, đưa những chương trình về giáo dục giới tính vào các cái chương trình uh, dục phổ thông đúng không ạ tiếp theo chúng ta thấy ở đây uh, ngoài hình thức ra thì em thấy rồi chúng ta cần nắm bắt được thêm đó là cái các cơ quan tổ chức cá nhân uh, được giao nhiệm vụ tuyên truyền thì phải có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền vận động giáo dục tư vấn dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình cho các thành viên của cơ quan tổ chức và toàn xã hội Đấy, chúng ta nhớ thầy đặc biệt là ba hình thức tuyên truyền đúng không đặc biệt với công cụ giờ phương tiện thông tin đại súng đài báo đấy đúng không rồi cả trên mạng internet và vừa tuyên truyền vận động trực tiếp rồi tổ chức giảng dạy học tập trong các cơ sở uh, hệ thống giáo dục công dân ở điều 19 về trách nhiệm của cơ sở cung cấp, uh, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của gia đình chúng ta nhớ có ba uh, có bốn trách nhiệm ở đây bốn trách nhiệm Trách nhiệm thứ nhất là tư vấn cho người sử dụng dịch vụ. Trách nhiệm thứ hai là thực hiện các quy định về chuẩn mực chăm sóc sức khỏe sinh sản của gia đình. Trách nhiệm thứ ba là bảo đảm chất lượng phương tiện, dịch vụ kỹ thuật an toàn, thuận tiện. Và trách nhiệm thứ tư đó là theo dõi giải quyết các cái tác dụng phụ và tai biến cho người sử dụng. Đó, chúng ta nhớ cho thầy bốn cái trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của gia đình. Ở điều 20, các hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của gia đình Chúng ta nhớ là có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là phân phối dựa trên cơ sở cộng đồng, cung cấp miễn phí tiếp thị xã hội và bán tự do theo nhu cầu phù hợp với các loại phương tiện tránh thai. Hình thức thứ hai đó là sử dụng uh, kỹ thuật lưu động, cơ sở y tế nhà nước và cơ sở y tế tư nhân thực hiện và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định pháp luật. Điều 21 đó là điều kiện đối với người sử dụng biện pháp tránh thai, đúng không ạ? À, và điều kiện đối với người với uh, người mà cung cấp uh, và cơ sở dịch vụ cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình thì chúng ta nhớ đầu tiên về điều kiện đối với người sử dụng tham thai thì chúng ta thấy có 3 điều kiện sau đây cái điều kiện thứ nhất là chúng ta thấy là phải tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai thứ hai là phải có hiểu biết nhận thức biện pháp tránh thai ngày chúng ta thấy nhiều cái chết vì thiếu sự hiểu biết sự hiểu biết rất quan trọng thứ ba là không có chống chỉ định với y tế đó chúng ta nhớ ba điều kiện cho người sử dụng biện pháp tránh thai đúng không ạ À, thứ hai chúng ta thấy về điều kiện đối với người và cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình thì chúng ta cần nắm ở đây có hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất đó là người cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình phải có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng phù hợp với từng biện pháp tránh thai theo quy định của bộ y tế à, điều kiện thứ hai ở đây đó là các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất vệ sinh trình độ chuyên môn của cán bộ trang thiết bị theo quy định của bộ y tế Để chúng ta nhớ thầy à là có có các cái điều kiện điều kiện quy định với người sử dụng cái thứ hai thì có 3 với điều kiện với người và cơ sở cung cấp dịch vụ cho gia đình thì có hai cái điều kiện Các em nhá tiếp theo điều hai hai đó là các cái dịch vụ chúng ta thấy đúng không ạ à, về xã hội chăm sóc người cao tuổi chúng ta nhớ có bốn cái dịch vụ sau đây thứ nhất là hướng dẫn tư vấn giúp đỡ các thành viên trong gia đình thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong gia đình thứ hai là phổ biến kiến thức kỹ năng chăm sóc người cao tuổi thứ ba là thực hiện các dịch vụ nuôi dưỡng khám bệnh chữa bệnh tổ chức sinh hoạt giải trí và các dịch vụ khác đối với người cao tuổi và thứ tư là nó khuyến khích tổ chức cá nhân phát triển các dịch vụ xã hội để chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi Thì chúng ta nhớ bốn cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các em nhớ trình bày cái học cái cách trình bày của người. thầy rất rõ là thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư là các em đừng có đọc cái cứ đọc sàng ra lại hả nhá thì chúng ta rất là khó để cái ấn tượng mà đạt được cao mà nó rất trùng các ý các câu hỏi thế có mấy cái dịch vụ chúng ta không thể nhớ được chúng ta trình bày một hai ba bốn thì rất là rõ luôn nhá đấy thứ nhất thứ hai thứ ba thứ bốn đấy thầy nhắc đi nhắc lại với các em như vậy được chưa thế còn chúng ta chỉ trình bày được cái thứ nhất thôi hướng dẫn tư vấn dịch vụ các thành viên phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gia đình cho là đọc liền luôn không có thứ hai ta đọc luôn là phổ biến kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như vậy là thành là cái cây hai là chuyển lên cái một Ông cần thử hỏi luôn thế em cho biết là có mấy cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở tuổi là chúng ta không bị, bị đuối ngay lập tức nhá. Đấy chúng ta nhớ là, là trả lời rõ ràng luôn từ đầu, được chưa ạ? Ở điều 23 về quyền bình đẳng giới, chúng ta thấy có hai nội dung rất rõ. Thứ nhất là tuyên truyền về bình đẳng giới, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính, tạo điều kiện cho nữ giới chủ động thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, các gia đình và được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt và tham gia hoạt động xã hội nam giới có trách nhiệm thực hiện kế hoạch gia đình đúng rồi, chúng ta thấy là đàn ông thì chúng ta cũng phải có hiểu biết kiến thức về giới tính đúng không? về sức khỏe sinh sản đúng không ạ chúng ta thấy rất là, là nắm bắt rất là rõ à, thầy có cơ hội được tham dự các khoa học ở à, các nước phương tây hoặc tổ chức ấy à, giáo dục giới tính thì rất là đề cao và người đàn ông thì cũng phải nắm được các, các kiến thức về sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình các biện pháp phòng tránh thai à, hay là chu kỳ à, đúng không ạ à, của người phụ nữ chúng ta thấy rất là rõ phải nắm bắt được đúng không ạ Thứ hai, chúng ta thấy là loại bỏ mọi sự phân biệt đối xử của trẻ em gái, bảo vệ quyền và hợp pháp của trẻ em gái trong sinh hoạt, khám bệnh, chữa bệnh, học tập, vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện. Đó là nội dung của Điều 23. Tiếp theo, nội dung của Điều 24, đó là bảo vệ các dân tộc thiểu số. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta có 54 dân tộc anh em, người kinh của chúng ta chiếm đa số, đúng không? Đã thành 75% dân số trên cả nước. Các dân số khác thì số ít hơn rất là nhiều. Đúng không? Sau, sau người kinh, đó là người mường, người thái, đúng không? À, người Tây, người Lùng, và một số dân tộc như Cờ Ho, thứ chúng ta thấy họ rất là ít, đúng không? Đấy. người Sán Chỉ, chẳng hạn rất là ít. thì chúng ta thấy các dân tộc là thiểu số ít người đấy. thì chúng ta phải đảm bảo được ba nội dung sau đây. thứ nhất là mở rộng à, tuyên truyền, rồi giáo dục và cung cấp các dịch vụ về à, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình cho mọi à, người, người dân thuộc các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng à, có điều kiện đặc, đặc biệt khó khăn, đặc biệt là vùng à, à, các vùng tế động biệt khó khăn thứ hai là các cơ quan tổ chức có thẩm quyền ưu tiên đầu tư chương trình dự án kế hoạch về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình cho người dân à, thuộc các dân tộc ở, ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội và khó khăn và đặc biệt khó khăn thứ tư là thực hiện chính sách biện pháp giúp đỡ hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tộc thuộc các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đúng không? khó khăn ở à, điều hai năm về kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn đó cái này chúng ta thấy là tiền hôn nhân ý, người việt mình ít có thói quen này chúng ta thấy người phương tây thì họ rất là tích cực à, làm các công việc này về kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn người việt nam ừ. mình thì rất là ngại đúng không? đặc biệt là đàn ông đúng không? thì chúng ta thấy nội dung này chúng ta cần nắm được cho thầy hai nội dung về cái việc Vâng, thầy sẽ bạn lịch thầy đã nắm được rồi nhá, thầy sẽ bổ sung đúng không ạ? cho các em anh yên tâm được chưa Cố gắng thầy sẽ giảng nếu mà hôm nay thầy dạy 2K cho các bạn dân số Việt hạng 4 rồi y tế công cộng hạng 3, còn thời gian thì thầy sẽ xuyên đêm dạy luôn cho các em. các em yên tâm, còn không thì thầy sẽ chuyển sang ngày mai lần lượt cho các em được chưa Thầy cũng đã nắm bắt cái nội dung đầy đủ vì thứ bảy nhật vừa rồi thầy có việc gia đình và hơi hơi mệt một chút bị sốt nên thầy không thể lên được lớp đúng không? Các em yên tâm nhá nó thầy sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các em thầy cũng hiểu với sự nó nắng sốt ruột các em và thầy luôn là người trách nhiệm thầy biết thời điểm nào để hỗ trợ tốt nhất cho các em được chưa? thì quay lại với nội dung ở cái phần điều hai năm này về kiểm tra sức khỏe đăng ký kết hôn đúng không? thì chúng ta thấy nắm hai nội dung thứ nhất là khuyến khích nam nữ kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn bao gồm những nội dung liên quan đến bệnh di truyền, bệnh lây nhiễm lây truyền qua đường tình dục nhiễm HIV Thứ hai là chúng ta thấy là cơ sở thực hiện kiểm tra sức khỏe, thông báo kết quả kiểm tra và tư vấn ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe cho cả hai bên, nam nữ, rồi bảo đảm bí mật của kết quả kiểm tra sức khỏe theo quy định pháp luật. Đó chúng ta nhớ phần nội dung này. Và bạn Nịch nó lại yên tâm, đó là trách nhiệm của thầy. Nhớ các em yên tâm như vậy để trợ chúng ta cố gắng lên học kỹ các cái phần mà các cái phần kiến thức chung, ở cái phần mà, 6 văn bản chung nhá. Rồi cái tài liệu thầy đã gửi lên rồi có thể thấy chưa giảng giảng à, này thì như nói với các em đây là phần bản pháp luật chuyên ngành thầy sẽ hỗ trợ chúng ta là bằng cái việc trao đổi nhấn mạnh cho các em kết hợp cùng với tài liệu và nghe để chúng ta nhớ ngấm thấm các nội dung Các em nhá đó là như vậy được chưa còn những phần này thì về chuyên ngành thì thầy không thể bỏ được chúng ta thấy rồi những là cái là nội dung kiến thức để chúng ta thấy là bám sát còn phần kiến thức chung sau văn bản thì thầy đã nhấn mạnh xây dựng các em một bộ đề và cách trả lời thì thầy nhắc lại là chúng ta bám sát à đã được nghe từ cái bài hướng dẫn đầu tiên rồi các cái bộ đề của của từng uh, và câu hỏi trong bộ đề của cái cái, cái cái bộ đề mà văn bản chung đấy à, cách thức trả lời như thế nào thầy đã hướng dẫn từ mở bài, thân bài, kết bài trả lời như thế nào các em dẫn dắt vào trả lời nhá. Thưa gửi các thầy cô như thế nào thầy đã hướng dẫn chúng ta cần nghe các bài giảng một lần thôi. Phần này thầy muốn tiết kiệm thời gian để nhấn mạnh kiến thức nội dung nên thầy không nhắc lại nữa nhá vì các em cần nghe cách trình bày chúng ta phải từng câu một như thầy nói thứ nhất thứ hai thứ ba là chúng ta phải trình bày mạch lạc như thế chứ không phải đọc theo kiểu tràng giang đại Hà nhá thì chúng ta rất là khó bao quát và nắm được cái ý ngay khi các em học cũng rất là khó được chưa thế như ngay cái về điều 26 là chúng ta phải nắm được ba cái nội dung được chưa đó thì chúng ta thấy là à, rất là rõ ở đây về kiểm tra sức khỏe và bệnh di truyền thì thứ nhất Nội dung thứ nhất đó là những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tâm thần, đúng không ạ? Ở bệnh di truyền, rồi người có nguy cơ bị khuyết tật về gen và người bị nhiễm chất độc hóa học, người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại và các bệnh lây nhiễm cần được vận động đi khám sức khỏe trước khi có ý định sinh con, đúng không ạ? Rất quan trọng đấy. Thứ hai, là chúng ta thấy là cơ quan dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho những người có nguy cơ cao về bệnh di truyền đi kiểm tra bệnh di truyền. Và nội dung thứ ba, chúng ta thấy các cơ sở thực hiện kiểm tra sức khỏe và bệnh di truyền có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra, tư vấn cho người được kiểm tra hoặc người trong gia đình của người được kiểm tra về ảnh hưởng của bệnh, bệnh tật đối với việc sinh con, nuôi con và đảm bảo bí mật về kết quả kiểm tra theo quy định pháp luật. Đó, ở điều 26 này chúng ta phải nắm giúp thầy ba nội dung như vậy. Ở điều 27 là tuyên truyền hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số thì chúng ta nắm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tuyên truyền hướng dẫn vận động giúp đỡ cá nhân, các thành viên gia đình về kiến thức, biện pháp và phương pháp nâng cao chất lượng dân số. Đối với những biện pháp mới thì phải tuyên truyền hỗ trợ kỹ thuật, tinh thần, tổ chức thử nghiệm để cá nhân, các thành viên gia đình hưởng ứng và tham gia thực hiện. Nội dung thứ hai là tăng cường trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong các hoạt động lồng ghép chương trình dân số. Kế hoạch gia đình với các chương trình nâng cao phúc lợi gia đình, hỗ trợ cá nhân, các thành viên gia đình tham gia dự án cải thiện đời sống và tiếp cận dịch vụ xã hội căn bản. Xây dựng và hoàn thiện mô hình đồng ghép hoạt động dân số với phát triển gia đình bền vững. Ở à, điều 28, à, đúng không ạ? Nó là, là điều cuối cùng trong giới hạn của nghị định 104 ấy. ta thấy về nâng cao chất lượng dân số cộng đồng thì chúng ta cần nắm một nội dung là xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình dự án về sức khỏe, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tăng thu nhập và các vấn đề khác, góp phần nâng cao chất lượng dân số của cộng đồng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Nên là toàn bộ nội dung trong giới hạn của nghị định số 104 năm ba của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh dân số. À, tiếp theo ở nội dung trong giới hạn thứ hai của các em đó là nghị quyết số 21 à, của hội nghị ban hội à, nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa 7 về công tác dân số trong tình mới đây là nghị quyết của đảng các em nhé thì chúng ta thấy đây là à, với việt nam chúng ta thấy rồi đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân làm chủ mọi quy định pháp luật đều được thể chế từ chủ trương chính sách của đảng thì chúng ta thấy là ở đây đưa ra các cái quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đấy thì các em à, rất là người ta hỏi rất hay hỏi các dạng câu hỏi về nghị quyết này rồi các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thầy nhấn mạnh các em đặc biệt vào các con số các cái chỉ tiêu cụ thể các em nhá. Thì đầu tiên à, về nội dung về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Thì à, quan điểm chỉ đạo thì chúng ta thấy rồi, quan điểm chỉ đạo của Đảng đấy các em nhá. À, về chúng ta dân số thì quan điểm thứ nhất là chúng ta phải khẳng định nhá, đấy chứ đừng vào trình bày là dân số là yếu tố quan trọng đầu mà chúng ta phải nói rất rõ là quan điểm chỉ đạo thứ nhất của Đảng về công ta dân số thì quan điểm thứ nhất là dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân quan điểm thứ hai là tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số và phát triển công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô cơ cấu phân bố đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững đó là quan điểm thứ hai quan điểm thứ ba đó là chính sách dân số phải đảm bảo cân bằng hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, giữa việc tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật, giữa việc mở rộng ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đó là quan điểm thứ ba. Quan điểm thứ tư là đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Quan điểm thứ năm đó là tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn nghiệp vụ. Thì các em nhớ cho thầy năm cái chính xác ở năm cái quan điểm của Đảng về công tác dân số nhá. Đấy chúng ta phải nêu ngay từ đầu năm quan điểm như vậy. Về mục tiêu thì chúng ta thấy rất là rõ mục tiêu tổng quát ở đây và mục tiêu cụ thể đúng không ạ? Đến mốc năm đúng không? À, và các, các các cái tỷ số đấy tỷ số đấy ta phải tỷ lệ đấy ta phải nắm rất rõ, được chưa Thì mục tiêu tổng quát ở đây đó là giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với sự phát triển kinh tế xã hội, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ lệ tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển nhanh, bền vững. Và mục tiêu cụ thể ở đây chúng ta thấy mốc là đến 2030. Thì cái, cái chỉ tiêu đầu tiên mà chúng ta cần nắm được đó là duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là có 2,1 con. Quy mô dân số của chúng ta đạt đến mức à, năm mươi là 104 triệu người. Và vừa rồi chúng ta thấy theo khảo sát chúng ta đến mốc ngày mùng 1 tháng 4 vừa rồi là chúng ta có 96 triệu người đúng không ạ? Còn đến 100 uh, 2030 chúng ta mốc là 104 được chưa ạ? Uh, tiếp theo chúng ta thấy về chỉ uh, về cái tỷ lệ nữa là giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng. Giảm 50% trăm uh, chúng ta thấy liên quan các cái tỉnh số tỉnh đạt mức sinh thay thế đúng không ạ rồi mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ Đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại à, Giảm 2 phần 3 số vị thanh niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn Tiếp theo chúng ta thấy về cái mục tiêu cụ thể tiếp theo Đó là bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10.000 người Đặc biệt là những dân số có rất ít người Tiếp theo chúng ta thấy về mục tiêu cụ thể nữa là tỷ số giới tính Khi sinh dưới 102, 9 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống rồi tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên đạt 11%, tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%. Rồi tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%. Đó, à, cái này chúng ta xem về cái tỷ số đúng không ạ? Thấy vì người ba mình thầy nói rồi về cái việc mà à, tư vấn khám sức khỏe này, tiền hôn nhân này đúng không? À, chúng ta thấy cũng rất là còn ngại đúng không? E ngại. Giảm 50% số cặp tảo hôn giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống. Đó cái tỷ lệ này thì nó thường xuất hiện ở các vùng, vùng 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 núi, vùng cao, vùng dân tộc người dân tộc thiểu số, họ vẫn có những cái quan hệ về cận huyết thống hôn nhân này đúng không ạ? Rồi 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất bốn loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Rồi 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất năm bệnh à, bẩm sinh phổ biến nhất. Rồi tuổi thọ bình quân là đạt 75 tuổi. Trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 65%. trăm. Đấy, người Việt mình người ta nói là chưa uh, chưa giàu đã già mà nữa là đặc biệt nữa là cái cái việc mà sống khỏe trong cái thời gian chúng ta sống. Người, ta, người Việt Nam mình rất nhiều bệnh tật, các cái bệnh mà đặc biệt là về thấp khớp, về xương khớp mà thầy thấy rất nhiều. Còn bây giờ cái tỷ lệ ung thư cũng nhiều, người trẻ tỷ lệ ung thư do ăn uống chúng ta thấy đúng không ạ? Uh, rồi một phần trăm người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng ở cơ sở chăm sóc tập trung. Rồi chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam này đạt là 168,5 cm và nữ là 157,5 cm. Chỉ số phát triển con người đúng không ạ? HDI đấy, Human Development Index là nằm ở trong nhóm bốn nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Rồi tỷ lệ dân số đô thị là đạt trên 45%, hiện nay chúng ta mới đạt 35% thôi bố trí sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã so cơ bản và tỷ số cuối cùng chúng ta thấy quan tâm ở đây mục tiêu cụ thể ở đây là 100% dân số được đăng ký quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc đó chúng ta thấy từ cơ sở sang năm chúng thấy công an họ cũng hệ thống về xây dựng cái hệ thống quản lý dân cư điện tử và thấy đúng ạ dần xóa bỏ cái hộ khẩu đó chúng ta thấy từng bước thực hiện kết hợp với liên thông với giáo dục với y tế và các ngành khác đúng không ạ tiếp theo chúng ta đi vào nhiệm vụ giải pháp cụ thể ở đây cái giải pháp nhiệm vụ giải pháp thứ nhất mà chúng ta thấy xuyên suốt bao giờ là cái vai trò lãnh đạo của đảng đó là tăng cường sự lãnh đạo của đảng chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp và sự tăng cường lãnh đạo của đảng Và công tác dân số rồi thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị hệ thống chính trị đây chính là đảng đúng không ạ? nhà nước và mặt trận tổ quốc các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang phát triển toàn diện các vấn đề quy mô cơ cấu phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đưa công tác dân số đặc biệt nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các ủy chính quyền các cấp thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển cả nước của toàn ngành từng địa phương phát huy tối đa lợi thế dân số vàng thích ứng với già hóa dân số rồi tăng cường phù hợp liên ngành phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân và cả cộng đồng trong các dân số phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng với từng ngành từng cơ quan đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu giải pháp đặc biệt trong việc thực hiện các phong trào thi đua các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Nó thấy đó là nhiệm vụ giải pháp thứ nhất, các em nhớ, nó là tăng cường sự lãnh đạo của lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. cấp. Cái nhiệm vụ giải pháp thứ hai đó là đổi mới nội dung tuyên truyền vận động công tác dân số đúng không ạ? Và chúng ta biết rồi chúng ta đã chuyển từ liên quan về cái trọng tâm của chúng ta từ cái kế hoạch hóa gia đình đúng không ạ? Sang chúng ta thấy là liên quan đến nội dung à, về trình dân số phát triển đúng không ạ? Rất quan trọng đúng không ạ? Thì cái tuyên truyền nó cũng phải thay đổi theo. Chúng ta thấy rằng việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước nội dung truyền thông giáo dục phải chuẩn mạnh sang chính sách dân số và phát triển tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con đúng không? Đấy, nên trước đây là thấy là chỉ đúng không một à, đến hai bây giờ thì rõ ràng là khuyến khích chúng ta thấy là gì nên có hai con đúng không ạ bảo đảm quyền và trách nhiệm cho việc sinh việc uh, sinh con và nuôi dạy con tốt tập trung vận động sinh ít con hơn ở những vùng mà có Hoặc là đối tượng có mức sinh cao đúng không ạ thường là vùng nông thôn vùng dân tộc đúng không ạ duy trì kết quả ở những nơi đã đạt được mức sinh thay thế sinh đủ hai con ở những nơi mà mức sinh thấp như vừa rồi Hồ chí minh người ta tổng kết ấy. thì chí minh thì lại sinh có 1.3 thôi đúng không ạ rất là thấp bây giờ chúng ta thấy rồi giới trẻ thì cũng do áp lực về kinh tế đúng không rồi cũng một phần nữa chúng ta thấy là cái cái ảnh hưởng cái tình trạng vô sinh rất là nhiều do chúng ta thấy rõ ràng là về thực phẩm về công việc nhiều cái yếu tố liên quan đến cái việc mà khó sinh hơn rất nhiều đúng không mà tỷ lệ sinh là thấp đúng không nâng cao nhận thức thực hành về bình đẳng giới chúng ta tránh cái tình trạng ta thấy phân biệt đúng không à, phân biệt chúng ta thấy là là là, là gái trai trọng nam khinh nữ đấy một số vùng miền một nơi vẫn còn cái việc đó đúng không đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm giảm thiểu mất cân bằng à, giới tính khi sinh đấy chúng ta bây giờ chúng ta chọn lọc khi sinh chúng ta, ta lựa chọn giới tính thai nhi đúng không rồi tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ lệ giới tính khi sinh cao đúng không ạ rất là rõ rồi đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao có lối sống lành mạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc thể lực người việt nam nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đó chúng ta thấy theo cái tinh cái, thần cái, cái, các luyện cái tập thể dục thể thao rất quan trọng là sức khỏe bồi bổ sức khỏe À, bác hồ nói rồi mỗi người dân yếu ớt à, đúng không là làm cho cả nước yếu ớt một phần mỗi người dân mạnh khỏe làm cho cả nước mạnh khỏe đúng không vậy nên luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước là thấy rất là rõ và bây giờ chúng ta thấy rồi phong trào tập gym rồi các thứ thể dục thể thao bơi nội rất là rõ đúng không nhưng có thể một phần chúng ta thấy là công việc cuộc sống cũng rất là nhiều ngay bản thân thầy vậy thôi một cái hạn chế lớn nhất là liên quan luyện tập thể dục thể thao về công việc nó quá nhiều làm từ sáng sớm đến À, đến, đến đêm muộn thì vẫn không hết việc, cũng không có nhiều thời gian cho cái việc tập thể dục, nó thì chúng ta thấy, đúng không ạ? Thứ tiếp theo chúng ta thấy là cái nhiệm vụ giải pháp ở đây cuối cùng đấy trong cái nhiệm vụ giải pháp thứ hai ấy, đó là đổi mới toàn diện nội dung chương trình phương pháp giáo dục dân số sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số sức khỏe sinh sản đúng đắn có hệ thống ở thế hệ trẻ. Đấy, chúng ta cần giáo dục thế hệ trẻ rất quan trọng, chúng ta nói về giáo dục giới tính các kiến thức đúng không thì về sức khỏe sinh sản chúng ta đừng nghe ngại là vạch áo cho người xem lưng hoặc là áo cho người hay là vạch đường cho hiêu chạy ấy. chúng ta thấy câu chuyện là phải có sự hiểu biết đúng không đặc biệt vấn đề về giới tính sức khỏe sinh sản ở à, nhiệm vụ giải pháp thứ ba nó hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về dân số thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc ra soát điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm công tác dân số đồng thời đề cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân, triển khai toàn diện các nội dung của công tác dân số, kiên toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, Rồi ra soát bổ sung các quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn ngừa có hiệu quả làm dụng khoa công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi đẩy mạnh công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ban hành chiến lược dân số trong tình mới phát huy tối đa lợi thế của cơ cấu dân số vàng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh bền vững và thích ứng với già hóa dân số rồi hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế xã hội xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ của người, nào người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi tích cực chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi đó chúng ta thấy ai cũng đến trẻ đến lúc già chúng ta không nên có sự phân biệt hay là chúng ta đánh giá nào đó về những người cao tuổi đấy người cao tuổi có thể là cha mẹ chúng ta cô gì chú bác của chúng ta và nên tôi nghĩ đến lúc chúng ta cũng phải trở thành người cao tuổi và cái sự vai tham gia lao động và thấy cần thay đổi tư duy là chúng ta cứ cái kiểu mà mong muốn về hưu sớm hưởng thụ an nhàn À, với người nhật thì chúng ta thấy họ là nếu mà các em lên xe buýt ấy nếu mà các em nhường chỗ người việt nam mình là, là thường là nhường xe buýt cho người già và trẻ em nhưng người nhật nếu các em sang đi theo hệ thống của họ đấy thì thấy là sang đó và thấy là chúng ta nhường đấy họ cảm thấy đánh giá là không tôn trọng người ta nghĩa là hết sức họ nghĩa là ý là xã hội nó loại bỏ họ lại không còn giá trị gì cả như là mỗi văn hóa khác nhau chúng ta cần nên thay đổi và bây giờ thì người già tham gia tích cực vào lao động sau khi thời gian nghỉ hưu còn chúng ta thì người trẻ không nên là tư duy là làm thế nào không để để, để để nhanh chóng được nghỉ hưu sớm kiểu tư duy nằm giàu với anh nào cấp ấy, đúng không nghĩa là nghỉ hưu trước 40 tuổi thấy thấy cái tư duy chúng ta thấy con người ta quan trọng nhất là đóng góp sức lao động cho xã hội đúng không thấy rất là rõ đúng không ạ tiếp theo là sự giả soát nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị khu công nghiệp khu chế xuất chủ động chuẩn bị các điều kiện để dân cư được phân bố tương ứng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đến quốc phòng của từng vùng và chiến lược tổng thể xây dựng bảo vệ tổ quốc cái này rất quan trọng phân bố các khu công nghiệp hợp lý hơn đúng không ạ rồi có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dư cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã cơ bản rồi hỗ trợ thỏa đoán để thu hút tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định lâu dài ở các khu khó khăn trọng yếu về an ninh quốc phòng đấy các vùng tây bắc thấy hà giang lào cai yên bái các thấy đúng không lai châu về dụ về phát triển kinh tế thì rất là khó vì chúng thấy đi lại rất là khó khăn nhưng mà với cái địa phương đó tại sao chúng ta vẫn phải duy trì ổn định rất quan trọng vì nó là phên dậu quốc gia bảo vệ an ninh an ninh quốc phòng chúng thấy rất là rõ có dân cư ở đấy chúng ta thấy đúng không ạ thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người đó là nhiệm vụ giải pháp thứ ba liên quan đến hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về dân số nên ta cần nắm nội dung như vậy nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó là phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số thì chúng ta thấy nội dung ở đây về nhiệm vụ này là phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô cơ cấu chất lượng và phân bổ dân số thứ hai đó là tiếp tục củng cố mạng lưới dịch vụ y tế kế hoạch gia đình rồi phát triển mạng lưới cung cấp và các cái dịch vụ tầm soát chẩn đoán sớm bệnh tật trước khi sinh rồi sơ sinh hỗ trợ sinh sản tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân tăng cường kết nối hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập đổi mới phương thức cung cấp đưa dịch vụ đến tận người sử dụng thúc đẩy cung cấp dịch vụ qua mạng rồi sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tạo lập môi trường thân thiện, hòa nhập giữa các nhóm đối tượng và với xã hội. Phát triển mạnh hệ thống chuyên ngành não khoa trong các cơ sở y tế, khuyến khích phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, các cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi. đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta người Việt Nam mình tuổi thọ đã cao lên rất nhiều, tuổi thọ rất là tăng. Và chúng ta thấy là như trước đây về điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn, chăm sóc sức khỏe, thuốc men cũng tốt hơn rất nhiều chúng ta thấy một về các phát triển hệ thống chuyên ngành y khoa rất quan trọng hay các trại dưỡng lão ta thấy đúng không Mới xu hướng bây giờ nó cũng thay đổi về văn hóa trước đây thường bố mẹ là cứ người già này, hay cùng với con cái nhưng bây giờ cái cái mô hình mà các cái các um, liên quan đến các trại dưỡng lão là thấy 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 phổ biến đúng không ạ tiếp theo chúng ta thấy là ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước đồng thời huy động nguồn lực xã hội phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản này bảo đảm các nhóm dân số đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, người bị di, uh, di chứng chiến tranh, người cao tuổi, đồng bào dân tộc ít người, người di cư đều thực sự bình đẳng về cơ hội tham gia thụ hưởng các cái thành quả phát triển. À, nội dung cuối cùng trong cái nhiệm vụ thứ tư ở đây đó là đẩy mạnh nghiên cứu về dân số phát triển, đúng không ạ? nhất là cái vấn đề về mới trọng tâm là về cơ cấu chất lượng phân bố dân số, lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của từng ngành lĩnh vực tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên khoa học trong và ngoài nước phát triển mạng lưới uh, nghiên cứu về dân số và phát triển đó, toàn bộ nội dung của nhiệm vụ uh, giải pháp thứ tư quy định về phát triển mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ dân số ta đi tiếp vào cái nhiệm vụ giải pháp thứ năm đó là bảo đảm nguồn nhân lực trong tác dân số thì ở uh, nội dung thứ nhất trong nhiệm vụ uh, giải pháp thứ năm này đó là uh, đảo bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện tác dân số ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao nhằm nâng cao chất lượng dân số, đời sống và mặt của nhân dân nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng chính sách là gia đình cách mạng, ấy, người có công với cách mạng, đúng không ạ? Rồi vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo. Nội dung thứ hai trong nhiệm vụ thứ năm này đó là đẩy mạnh xã hội hóa chính sách khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân phối cung cấp phương tiện phương tiện dịch vụ trong lĩnh vực dân số. Nội dung thứ ba là phát triển thị trường đa dạng hóa các gói bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhà nước, bảo hiểm thương mại với nhiều mệnh giá tương ứng các gói dịch vụ khác nhau để các nhóm dân số đặc thù đều bình đẳng trong việc tham gia và thụ hưởng dịch vụ phúc lợi an sinh xã hội. Đó là ba nội dung của nhiệm vụ giải pháp thứ năm. Chúng ta đi tiếp vào nhiệm vụ giải pháp thứ sáu là quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số thì nội dung thứ nhất trong nhiệm vụ giải pháp thứ sáu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn chuyên nghiệp hiệu quả bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất và chính sách đãi ngộ thỏa đáng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ở thôn bản tổ dân phố nội dung thứ hai trong nhiệm vụ giải pháp thứ sáu đó là đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện chuẩn hóa đội ngũ đội ngũ công tác dân số các cấp à, các ngành à, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chính sách dân số và phát triển đưa nội dung dân số và phát triển vào chương trình đào tạo tập huấn nghiên cứu khoa học nội dung thứ ba trong nhiệm vụ giải pháp thứ sáu đó là xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường chỉ đạo điều phối hoạt động của các ngành cơ quan có chức năng quản lý các lĩnh vực liên quan đến dân số phát triển nội dung thứ tư đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân, đẩy mạnh uh, triển khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất dùng chung đúng không ạ? đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình án phát triển kinh tế xã hội chúng ta nhớ với nhiệm vụ giải pháp thứ 6 chúng ta nắm bốn nội dung như vậy Đấy, về nhiệm vụ giải pháp thứ sáu kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao lực đội ngũ cán bộ tăng dân số em nhá nhiệm vụ giải pháp thứ bảy là tăng cường hợp tác quốc tế nó là việc chủ động tích cực hội nhập tăng cường hợp tác quốc tế à, trong lĩnh vực về dân số tích cực tham gia các tổ chức diễn đàn đa phương song phương về dân số và phát triển tranh thủ sự đồng thuận, hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm và kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế, tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về dân số. Đó chúng ta thấy 7 nhiệm vụ giải pháp về công tác dân số, 5, mục, 5 quan điểm chỉ đạo, Đấy, chúng ta nhớ về các con số như vậy trong nghị quyết số 21 về công tác dân số. em nhé. À, chúng ta đi tiếp về cái giờ văn bản thứ ba chuyên ngành cho, dành cho các bạn dân số viên hạng 4 đó là nghị quyết số 10 năm và à, năm 2016 của đồng dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường các dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội ở giai đoạn nó thấy là 2016 120 thì chúng ta thấy cần nắm cho thầy à, về cái các cái mục tiêu tổng quát rồi các một số chỉ tiêu cụ thể giải pháp cụ thể thì thầy chia sẻ với các em như tài liệu thầy đã đưa lên lớp chúng ta rồi dành cho các bạn thì vị trí dân số viên hạng 4 thì với mục tiêu tổng quát ở đây thì chúng ta thấy là tiếp tục duy trì mới sinh thay thế ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý giải quyết tốt những vấn đề cơ bản dân số đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nâng cao chất lượng dân số có phần nâng cao chất lượng nguồn lực thủ đô xây dựng người hà thành à, đúng không ạ? hà nội thanh lịch là thấy rất là rõ văn minh về một số mục số mục tiêu cụ thể ở đây là phấn đấu 120 thì quy mô dân số đạt 8,5 triệu người Hà Nội ta gộp trước cả Hà Tây vào chúng ta thấy đúng không ạ? À, vẫn sau đường Hồ Chí Minh chúng ta là 10 triệu người Hà nó vẫn sau Hồ Chí Minh tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2 trăm giảm tỷ lệ xuất sinh bình quân là 0,1 phần nghìn trên năm giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân là 0,1 trên năm tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước khi sinh ít nhất là 75 tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc à, đạt ít nhất là 85 trăm à, tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 114 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dưỡng ở mức 8%. Đó. Chúng ta đi tiếp vào các cái một số giải pháp cụ thể ở đây. À, giải pháp à, thứ nhất chúng ta thấy nó tăng cường sự lãnh đạo. Đấy các em để ý bao giờ tất cả giải pháp đây đều có sự lãnh đạo của Đảng trước đúng không? về tác Đảng. Lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền hợp mặt trận, tổ chức chính trị xã hội để thực hiện chính sách dân số các cấp các ngành coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các cấp là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành đoàn thể giải pháp cụ thể thế ở đây đó là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục tăng cường phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về dân số sức khỏe sinh sản nâng cao chất lượng dân số chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách dân số. Rồi chúng ta phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nội dung hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng, ưu tiên các đối tượng khó tiếp cận thông tin và dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình ở địa bàn khó khăn, địa bàn có đồng bào dân tộc và địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ số giới tính khi sinh con càng cao tiếp tục đưa các nội dung thực hiện công tác dân số gia đình là một trong nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cái giải pháp thứ ba mà chúng ta cần chú ý tới ở đây tăng cường đầu tư đảm bảo nguồn lực trong tác dân số các gia đình ở thủ đô giai đoạn 2020 thì chúng ta thấy rất là rõ các nội dung ở đây bốn nội dung trong cái giải pháp này. Thì nội dung thứ nhất đó chúng ta phải đảm bảo đủ nhân lực đúng không ạ và chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác dân số ở các cấp thành phố tiếp tục duy trì định mức là 7 biên chế cho trung tâm dân số cơ gia đình, quận 9 biên chế cho trung tâm dân số kế hoạch gia đình, huyện, thị xã. Cán bộ chuyên trách xã phường thị trấn và đội ngũ cộng tác viên dân số bố trí đủ một biên chế làm công tác dân số cơ gia đình cho mỗi xã phường thị trấn thuộc trung tâm dân số quận huyện thị xã có trình độ trung cấp trở lên và hưởng chế độ theo quy định. Nội dung thứ hai trong giải pháp này đảm bảo mức thù lao cho công tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố ngoài định mức hoạt động sự nghiệp dân số hóa gia đình hệ số là 0,43 so với mức lương tối thiểu và mức tối thiểu nay chúng ta biết rồi là 1 triệu uh, 490 vừa rồi ta định là nâng lên, lên là 1 triệu triệu 6 nhưng mà do ảnh hưởng Covid thì chúng ta thấy là chưa đẩy lên được đúng không ạ ở các xã dân tộc miền núi và hệ số 0,33 so với lương tối thiểu là các xã phường thị trấn còn lại nội dung thứ ba trong nhiệm vụ giải pháp thứ ba ở trong cái giải pháp thứ ba này đảm bảo thực hiện phân bố ngân sách theo đúng mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên giai đoạn hai mươi của thành phố hà nội trong tác dân số kế hoạch gia đình nội dung thứ tư trong giải pháp thứ ba là đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trung tâm dân số các gia đình các quận huyện thị xã và cán bộ làm công tác dân số ở các xã phường thị trấn cái giải pháp thứ tư và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nông ta dân số các cấp tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực tổ chức bộ máy nông ta dân số các cấp tăng cường đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nông dân số ở các cấp để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ được giao giải pháp thứ năm triển khai có hiệu quả các chương trình đề án dự án nhằm hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu để đó cụ thể đây là đề án tầm soát phát hiện sớm một số bệnh tật bẩm sinh thông qua sàng lọc chẩn đoán trước khi sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, rồi đề án phát triển thể chất tầm vóc người Hà Nội đến năm 2020, tầm vóc đến, trăm, à, đến tầm nhìn 130. Rồi kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, đề án chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại các trung tâm y tế dân số. Giải pháp thứ 6 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số giai đoạn 2016-2020, trong quá trình tổ chức thực hiện thì cần biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch gia đình đưa kết quả thực hiện các mục tiêu dân số và gia đình là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của địa phương đơn vị đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm chính sách dân số kế hoạch gia đình thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây được chưa? Ở cái nội dung rất là rõ trong cái nghị quyết số 15 2016 của đồng dân phố hà nội Tiếp theo thì chúng ta đi về trao đổi về cái kế hoạch số 94. À, còn chúng ta trong giới hạn thì chúng ta thấy là về cái kế hoạch số 74 của thành ủy Hà Nội đấy, về chúng ta dân số thỉnh mới thì thấy nắm bắt được thì họ đưa vào nhưng mà số trong cái bộ câu hỏi nhưng là không có nên là thầy không đưa vào cái tài liệu nên chúng ta phải tập trung vào cái văn bản thầy đưa lên để chúng ta tập trung để học các em nhớ nhá đó là kế hoạch số 94 đúng không? của thành ủy hà nội để về công tác dân số trong thì mới thì chúng ta cần nắm bắt ở đây À, đúng không ạ về cái cái kế hoạch số 94 này thôi nhá còn số kế hoạch 74 thì chúng ta không về phải, phải trao đổi nữa ở đây nó là thuận lợi cho các em rất là nhiều nội chung thì chúng ta đi vào cái kế hoạch số 94 này của ủy ban đấy thấy rõ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phân công các trách nhiệm về trong giới hạn ở đây chúng ta thấy là về cái, cái, cái kế hoạch về cái nhiệm vụ phần 2 đúng không thì chúng ta thấy là cái nhiệm vụ giải pháp đầu tiên nó tăng cường sự đạo chỉ đạo của chính quyền cao cấp thì thứ nhất là thấy là các sở ở trong nội dung thứ nhất của cái nhiệm vụ giải pháp thứ nhất ấy là các sở ban ngành thủ ban dân thành phố nó có trách nhiệm tổ chức học tập quán triệt và phổ biến nội dung nghị quyết số 21 đúng không ạ? Một, một công tác phân số chúng ta vừa học rồi kế hoạch số 74 của thành ủy Hà Nội đến các cơ quan địa phương tổ chức và tầng lớp nhân dân tạo sự đoàn cao trong toàn xã hội và tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số phát triển rồi xây dựng ban hành chương trình kế hoạch hành động thực hiện công tác dân số trong tình mới trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nghị quyết số 21 và kế hoạch số 74 của thành ủy Hà Nội. Đảm bảo các nhiệm vụ rõ ràng cấp thiết phù hợp với kế hoạch uh, số 74 của thành ủy Hà Nội. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các dân số, đưa các dân số đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh thành một nội dung trọng tâm trong các lãnh đạo chỉ đạo của các ngành các cấp lồng ghép các mục tiêu dân số vào nội dung chiến lược quy hoạch kế hoạch chương trình dự phát triển kinh tế xã hội do sở ban ngành quận huyện thị xã chủ trì xây dựng tổ chức hiện Hồi tăng cường công tác phối hợp liên ngành phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc thành phố hà nội và các tổ chức thành viên các đoàn thể nhân dân và của cộng đồng trong tác dân số xây dựng kế hoạch chương trình công tác với nhiệm vụ biện pháp cụ thể phân công trách nhiệm rõ ràng với từng ngành cơ quan đoàn thể nhất là đối với phong trào và các cuộc vận động rồi đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức viên chức trong việc thực hiện chính sách công tác dân số, gương mẫu thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Nồng ghép các nội dung về công tác dân số và chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn và nghiên cứu học tại các trường, cơ sở đào tạo do thành phố, quận, huyện, thị xã quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ, sơ kết, tổng kết đánh giá thi đua khen thưởng à, kết quả thực hiện của các đơn vị đấy, các thấy rất là rõ các nội dung của các sở ban ngành đúng không ạ các thấy rất là rõ ở đây ừ. tiếp theo với cụ thể với sở y tế thì sẽ chủ động phù hợp với ban tuyên giáo thành ủy sở thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch nội dung phương thức triển khai học tập quán triển nghị quyết số 21 kế hoạch số 74 của thành ủy hà nội cung cấp thông tin số liệu tình hình dân số cho sở thông tin truyền thông các sở ban ngành địa phương, các cơ quan báo chí để tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên liên tục về công tác dân số trong tình mới theo nghị quyết số 21 và quy hoạch số 74. Đấy chúng ta thấy với sở y tế nó có hai nội dung như vậy. Với sở văn hóa à, với sở văn hóa và thể thao thì sẽ chủ trì phối hợp với sở y tế các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế cụ thể về đề cao tính tiền tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và trách nhiệm mỗi gia đình trong việc thực hiện chủ trương về chính sách về dân số nhất là mỗi cặp gia đình nên có hai con nuôi dạy con tốt kính già yêu trẻ xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ ấm no hạnh phúc thực sự là tổ ấm của mỗi người và tế bào lành mạnh của xã hội tiếp theo chúng ta thấy về giải pháp thứ hai đó là đổi mới tuyên truyền vận động công tác dân số với từng cụ thể với sở y tế ở đây thì nội dung thứ nhất là chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng trình ban nhân thành phố hà nội à, ban hành đề án truyền thông dân số đến trong 30 tập trung vào các nội dung một là chúng ta thấy tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch các gia đình sang dân số và phát triển tập trung giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số tơ vàng, thích ứng với giả hóa dân số. Còn về quy mô dân số là nội dung thứ hai ở đây với sở của sở y tế về về chủ trì đấy cái đề án truyền thông dân số ba đấy thì xây dựng nội dung hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với thực trạng mức sinh của khu vực ngoại thành và nội thành tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con bảo đảm quyền và trách nhiệm của việc sinh con và nuôi dạy con tốt cần ngăn ngừa tư tưởng tâm lý không hạn chế số lần sinh con duy trì mức sinh thay thế còn về phân bố dân cư tuyên truyền rộng rãi để mọi người hiểu được quyền và nghĩa vụ của người di cư phát huy yếu tố tích cực của quá trình di cư đô thị hóa và quy hoạch thủ đô đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số thủ đô về cơ cấu dân số thì đẩy mạnh truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới nêu cao vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội chú trọng truyền thông và thực trạng nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh tạo dư luận sau phê phán về các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và khuyến khích người phát hiện các hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề nghiệp ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ y tế chấm dứt tình trạng lạm dụng khoa công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức tạo chuyển biến rõ nét ở một số huyện có tỷ số giới tính khi, uh, khi sinh cao. còn về nâng cao chất lượng dân số, phải tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng hiệu quả của việc uh, thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước khi sinh và sơ sinh, vận động thanh niên đặc biệt những người có nguy cơ cao, đúng không ạ, thực hiện tư vấn và chăm sóc sức khám sức khỏe trước hôn nhân, phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước khi sinh trẻ sơ sinh được tầm soát điều điều trị chẩn đoán một số bệnh bẩm sinh nâng cao nhận thức về tác hại hệ lụy thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn kết hôn cận huyết thống đặc biệt ở vùng bào dân tộc thiểu số truyền thông hướng tới hình thành và phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng truyền thông vận động khơi dậy phong trào cho mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao lối sống lành mạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc thể lực người hà nội phát huy đội thới cơ cấu dân số vàng lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tuyên truyền và cung cấp các thông tin số liệu nội dung phương pháp quy trình lồng ghép các biến số về dân số trong phát triển tới các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội để nâng cao nhận thức hiểu biết về lợi ích của việc lồng ghép dân số trong phát triển về ý nghĩa quan trọng của các yếu tố dân số trong phát triển về hiệu quả của các chính sách quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nếu nồng ghép các yếu tố về dân số tuyên truyền về thích ứng với già hóa dân số già hóa dân số tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của mỗi cá nhân cộng đồng và quốc gia công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cần được tiến hành toàn diện nhằm thích ứng với một xã hội già hóa dân số đúng không? chúng ta phải thích nghi điều đó đúng không phát huy vai trò kinh nghiệm của người cao tuổi và chăm sóc người cao tuổi trách nhiệm gia đình cộng đồng xã hội đối với người cao tuổi tiếp tục tuyên truyền về sự thuận tiện của việc mua sử dụng các phương tiện tránh thai thông qua tiếp thị xã hội đẩy mạnh truyền thông xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch gia đình sức khỏe sinh sản cho đối tượng là vị thành niên thanh niên tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực hiệu quả truyền thông về dân số phát triển trong các cơ quan tổ chức đoàn thể ngành lĩnh vực các quận huyện thị xã tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông khuyến khích các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện và xây dựng hỗ trợ các tài liệu và trang thiết bị truyền thông phụ trong tác dân số kế hoạch gia đình tăng cường sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông đổi mới toàn diện và đa dạng hóa các hình thức phương pháp truyền thông để có sự thống nhất tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương địa phương tập trung xây dựng các chuyên trang chuyên mục trên các phương tiện thông tin báo đài để tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về công tác dân số tập trung khai thác phát triển những tiện ích lợi thế của công nghệ thông tin truyền thông trên mạng và các loại hình truyền thông khác đổi mới toàn diện nội dung chương trình phương pháp giáo dục sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường hình thành kiến thức kỹ năng về dân số sức khỏe sinh sản đúng đắn có hệ thống ở thế hệ trẻ chúng ta thấy rất là rõ các cái phần quy định các cái nội dung chúng ta thấy đúng không ạ? gắn với trách nhiệm mà của sở y tế liên quan về đổi mới tuyên truyền vận động công tác dân số đúng không ạ Tiếp theo, chúng ta thấy về của quy định trách nhiệm của Sở Thông tin Truyền thông thì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở ban ngành, quận huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan báo đài đưa thông công tác dân số là một trong nội dung thường xuyên liên tục truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông điệp truyền thông chủ yếu của đội ngũ tuyên truyền rồi công tác viên tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thủ đô cơ quan tiếp theo có trách nhiệm ở đây là sở dục đào tạo thì sẽ xây dựng trình ban hành thực hiện kế hoạch tăng cường phổ biến giáo dục kiến thức dân số sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục giới bình đẳng giới và giới tính cho học sinh trong cả hệ thống các trường phổ thông nâng cao kiến thức và kỹ năng về giới sức khỏe sinh sản tình dục đa dạng các loại hình giáo dục phổ biến kiến thức về dân số sức khỏe sinh sản giới và giới tính nhằm giảm tình trạng lạm phát thai đối với tuổi vị thanh niên thanh niên trong nhà trường còn các cái đơn vị đơn vị sự công động ở đây cụ thể là trường đại học thủ đô hà nội các trường cao đẳng trung học chuyên nghiệp thuộc thành phố xây dựng ban hành thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục phổ biến kiến thức sức khỏe sinh sản à, sức khỏe tình dục giới bình đẳng giới sức khỏe trước hôn nhân trong đội ngũ học sinh sinh viên của nhà trường đảm bảo các nội dung hình thức phong phú phù hợp thiết thực thực hiện các mục tiêu về sức khỏe sinh sản bình đẳng giới nâng cao chất lượng dân số thủ đô thứ năm ta thấy với các sở ban ngành thành phố thì chủ trì phù hợp với Sở Y tế, các sở ban ngành liên quan triển khai xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện nồng ghép tuyên truyền nội dung về công tác dân số trong tình mới phù hợp và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch số 74 và kế hoạch của ban nhân dân phố Hà Nội. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung của giải pháp thứ ba, nhiệm vụ giải pháp thứ ba ở đây đó là giả soát, hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách về công tác dân số. Thì với Sở Y tế Hà Nội chúng ta thấy rồi, luôn đóng vai trò là chủ trì với sở ngành ủy ban các quận huyện 30 quận huyện thành phố Hà Nội đúng không ạ? Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 15 năm 2016 của Hội đồng dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp công tưởng tăng cường của đa dân số của các gia đình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 -2020. đề xuất ban dân thành phố ban hành nghị quyết tăng cường đa dân số trong tình mới đến năm 2030. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng văn bản thực hiện chính sách dân số theo hướng điều chỉnh toàn diện, đồng bộ các nội dung về quy mô, cơ cấu chất lượng, phân bổ dân số phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch kinh tế xã hội của thành phố. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng trình của ban dân thành phố ban hành kế hoạch chiến thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến mươi theo hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu giả soát, xây dựng bổ sung các văn bản chính sách để đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp theo đối với sở tư pháp thì chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng ban hành hướng dẫn đưa chính sách dân số vào hướng ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với sở văn hóa thì chúng ta thấy ở trong giải pháp thứ ba ở đây thì đó là gì ạ? chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng trường ban dân thành phố, xây dựng kế hoạch sửa đổi bổ sung các văn bản chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, để tăng cường tác phối hợp giữa các cơ quan cũng như trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp đối với tình bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý Rồi chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu ra soát sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn nhằm thống nhất các tiêu chí đánh giá về gia đình hạnh phúc trong thời kỳ mới hướng dẫn đồng ghép các nội dung công tác dân số trong tình mới với công tác gia đình hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao du lịch thiết chế văn hóa các hương ước của quý cộng đồng Đấy, mình thấy các nội dung rất rõ với sở văn hóa thể thao còn đối với sở lao động thương minh xã hội là chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan nghiên cứu xây dựng trình ban dân thành phố kế hoạch thực hiện nội dung liên quan đến luật người cao tuổi luật bảo hiểm xã hội bộ luật lao động luật bình đẳng giới và các luật có liên quan nhằm khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế xã hội xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ quyền của người sử dụng lao động và người lao động cao động cao tuổi à, thứ năm là thấy gắn với sở kế hoạch đầu tư thì chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng trình ban dân thành phố ban hành văn bản quy định về lồng ghép các yếu tố dân số bao gồm cả quy mô cơ cấu phân bố và chất lượng dân số và chiến lược quy hoạch kế hoạch chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của thủ đô từng quận huyện thị xã nghiên cứu giả soát điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực các khu công nghiệp khu chế xuất khu đô thị mới của thành phố từng quận huyện thị xã phù hợp với hiện trạng và xu hướng vận động các yếu tố dân số bảo đảm phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của từng vùng và trong chiến lược tổng thể xây dựng bảo vệ thủ đô tiếp tục xây dựng các chính sách tác động đến sự phân bố phân lại phân bố lại dân số hợp lý từng vùng từng địa phương trên toàn thành phố đơn vị thứ sáu đó là công an thành phố hà nội thì sẽ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan à, triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cái này thì thấy nhắc ở trên rồi đúng không ạ đó là các nội dung trong gắn với giải pháp thứ ba thì một giải pháp thứ ba đấy tiếp theo nếu đến nhiệm vụ giải pháp thứ tư ở đây chúng à, mọi người thấy rất là rõ gắn với kế hoạch số 94 rất là nhiều nội dung nhiệm vụ giải pháp về phát triển mạng lưới và cao chất lượng à, dịch vụ dân số chúng ta thấy với sở y tế thì chủ trì phối hợp với các sở ban ngành quận huyện thị xã xây dựng chủ ban thành phố kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch gia đình đến ba mươi nâng cấp cơ sở vật chất đầu tư trang thiết bị tập huấn kiến thức kỹ năng tư vấn cho cán bộ dân số đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế đảm bảo phương tiện tránh thai đẩy mạnh xã hội hóa mở rộng các hình dịch vụ gắn với triển khai thực hiện uh, gói bảo hiểm y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu dự phòng và nâng cao sức khỏe đáp ứng nhu cầu được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại của các nhóm đối tượng nhất là vị thành niên thanh niên rồi chủ trì phối hợp với các sở ban ngành quận huyện thị xã xây dựng trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành đề án tầm soát chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước khi sinh và sơ sinh đến năm ba phát triển mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân dịch vụ tầm soát chẩn đoán điều trị sớm một số bệnh tật trước khi sinh sơ sinh và hỗ trợ sinh sản tập huấn kiến thức kỹ năng tư vấn cho cán bộ dân số đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế thử nghiệm mở rộng mở, các cái bệnh uh, các uh, mở rộng mặt bệnh uh, các bệnh tật đưa vào cái chương trình đúng không ạ rồi đầu tư trang thiết bị hiện tại, hiện đại à, vào tại các trung tâm sàng lọc của thành phố, rồi thiết lập hệ thống thông tin quản lý dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước khi sinh, sơ sinh, đặc biệt trong việc quản lý các đối tượng mắc và được điều trị. rồi ta thấy nữa là trách nhiệm của sở y tế ở đây trong cái nhiệm vụ giải pháp về phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số thì chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ? đó là chúng ta thấy về cái nội dung À, về về chủ trì rồi phối hợp à, với sở ban ngành quận huyện trình à, ủy ban thành phố ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến mươi, rồi phát triển à, hệ thống lão khoa theo nguyên tắc kế hợp dự phòng nâng cao sức khỏe điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc à, giảm nhẹ đào tạo tập huấn kiến thức lão khoa cho cán bộ y tế các cấp đặc biệt là dân số y tế cơ sở tăng cường trang bị kiến thức kỹ năng cho điều dưỡng viên cộng tác viên người giúp việc bản thân người cao tuổi về chăm sóc sức khỏe tại gia đình cộng đồng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương xây dựng trường ban dân thành phố ban hành kế hoạch củng cố cái hệ thống thông tin à, thống kê chuyên ngành dân số hình thành hệ thống lưu trữ kết nối thông tin dân số cung cấp thông tin số liệu dân số đáp ứng nhu cầu sử dụng của các sở ngành quận huyện thị xã ngoại cơ quan tổ chức trong thành phố phục vụ xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố nội dung ta thấy của sở y tế trong cái nhiệm vụ giải pháp thứ tư rất là rõ về phát triển mạng lưới và nâng cao uh, chất lượng dịch vụ dân số đối với sở lao động thương binh xã hội thì ta thấy có các nội dung sau đây nội dung thứ nhất là chủ trì phối hợp với sở ban ngành quận huyện thị xã xây dựng trừ ban dân thành phố ban hành kế hoạch sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh xã hóa tạo lập môi trường thân thiện hòa nhập với các đối tượng xã hội tăng cường quản lý nhà nước bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu đô thị Rồi đánh giá xếp hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó lấy tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề được đào tạo là tiêu chí chủ yếu ra soát hoàn thiện chính sách hỗ trợ người lao động trong đào tạo nghề đặc biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số nông dân tham gia xuất khẩu lao động đẩy mạnh chương trình tạo việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tăng thời gian sử dụng lao động ở khu công nông nghiệp nông thôn à, tăng cường xuất khẩu lao động duy trì củng cố thị trường xuất khẩu lao động truyền thống mở rộng xuất khẩu lao động sang các thị trường mới à, tiếp theo là đối với sở tài chính thì ra soát bổ sung chính sách miễn giảm phí lệ phí đối với người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa thể thao du lịch đối với sở đầu kế hoạch đầu tư thì chủ trì phối hợp với sở ban ngành quận huyện thị xã xây dựng ban hành cơ chế chính sách đầu tư phát triển À, các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm nhóm dân số đặc thù có thấy như trẻ em rồi người khuyết tật người bị di chứng chiến tranh người cao tuổi đồng bào dân tộc ít người người di cư đều bình đẳng trong tham gia thụ hưởng thành quả phát triển còn đối với sở đào tạo thì ra soát hoàn thiện các đề án kế hoạch về giáo dục từ mầm non trở lên để bổ sung các nội dung hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng dân số tầm vóc thể lực của người thủ đô chủ trì xây dựng ban hành và thực hiện kế hoạch ra soát sửa đổi chương trình nội dung phương pháp giáo dục dân số sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục giới bình đẳng giới và giới tính cho học sinh sinh viên đối với sở văn hóa và thể thao thì chủ trì phối hợp với sở ban ngành liên quan ra soát hoàn thiện các đề án kế hoạch về văn hóa thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng dân số theo mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch số 74 của thành phố hà nội đối với sở xây dựng thì chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan ra soát điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch các khu đô thị nhà ở nước sạch đô thị của thành phố các thiết kế quy chuẩn tiêu chuẩn về nhà ở và công trình công cộng phù hợp với người cao tuổi đối với sở giao thông vận tải thì chúng ta thấy rồi nó là chủ trì phối hợp với sở ban ngành liên quan giả soát điều chỉnh quy hoạch thiết kế hệ thống giao thông phương tiện vận chuyển công cộng phù hợp với người cao tuổi có các nội dung của nhiệm vụ giải pháp thứ tư đúng không ạ à, tiếp theo ta đi vào nhiệm vụ giải pháp thứ năm đó là quy định về đảm bảo nguồn lực trong tác dân số thì lần lượt ta thấy bao giờ phải là sở y tế đầu tiên rồi đó là sở y tế đẩy mạnh xã hóa khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước, đúng không ạ? Chúng ta thấy à, đầu tư xây dựng vận hành các cơ sở dịch vụ nâng cao chất lượng dân số chăm sóc sức khỏe sản xuất và phân phối phương tiện tránh thai. Đối với chúng ta thấy ở đây với sở theo đầu tư thì chủ trì phù hợp với sở tài chính sở y tế đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư cho các nội dung công tác dân số và phát triển do ngân sách nhà nước bảo đảm đồng thời xây dựng chính sách các cụ thể huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch số 74 của thành ủy hà nội rồi ra sát à, bổ sung chương trình vận động nguồn à, hỗ trợ phát triển chính thức à, oda đấy đúng không? Ạ? từ các tổ chức quốc tế rồi à, tổ chức phi chính phủ cho các chương trình dự án về dân số phát triển đối với sở tài chính thì chúng ta thấy là sẽ chủ trì tham mưu phối hợp với sở kế hoạch đầu tư cân đối kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố hà nội để đảm bảo thực hiện công tác dân số trong tình mới đáp ứng yêu cầu triển khai công tác dân số trên địa bàn thành phố hà nội ta đi tiếp về nhiệm vụ giải pháp thứ 6 ở đây đó là kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số thì đối với sở y tế ta thấy rồi luôn là cái cái sở đầu tiên và thấy là chịu trách nhiệm đó là chủ trì phối hợp với các sở ban ngành quận huyện thị xã xây dựng trình ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm tác dân số công tác làm công tác hoạch định chính sách dân số ở các cấp ngành trên địa bàn thành phố và trách nhiệm tiếp theo của sở y tế chúng ta thấy là kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác dân số hiện nay theo hướng là tinh gọn chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý và điều phối các hiệu quả có hiệu quả công tác dân số thành mới rồi tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở cơ sở và đặt sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng chính quyền địa phương đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất ra soát xây dựng ban hành chính sách đãi ngộ thỏa đoán đối với cán đội ngũ công tác viên dân số ở thôn bản tổ dân phố để đội ngũ này yên tâm công, công hiến và hoạt động có hiệu quả rồi tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công tác dân số các cấp đáp ứng yêu cầu chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số phát triển đơn giản thủ tục hành chính rồi củng cố cơ sở tầng công nghệ thông tin nâng cấp cổng thông tin điện tử tích hợp phần mềm ứng dụng trong quản lý và cung cấp các dịch vụ về dân số nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khai thác thông tin về dân số và phát triển ưu tiên phát triển cung cấp dịch vụ dân số qua mạng tạo thuận lợi cho người dân đối với sở nội vụ thì phối hợp với sở y tế các sở ban ngành quận huyện thị xã hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành đạt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền sự tham gia của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể nhằm tăng cường chỉ đạo điều phối hoạt động của các ngành cơ quan có chức năng quản lý liên ngành đến dân số phát triển nhiệm vụ giải pháp thứ bảy chúng ta thấy đó là tăng cường hợp tác quốc tế thì với sở y tế chủ trì phối hợp với sở ngoại vụ các sở ban ngành liên quan chủ động hội nhập tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và 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 thủ đô các nước các tổ chức quốc tế về dân số và phát triển tích cực tham gia chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức rồi thủ đô các nước diễn đàn đa phương song phương về dân số và phát triển góp phần nâng cao vai trò vị thế của thủ đô với sở ngoại vụ À, chịu trách nhiệm về chủ trì phối hợp về với các tổ chức quốc tế, thủ đô các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, chuyên môn kỹ thuật để triển khai thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu dân số và phát triển của Hà Nội đến 130 2030. Thì à, chúng ta thấy là à, rất là rõ các nội dung à, trong cái à, phần à, à, kế hoạch số 94 của Ban nhân dân Hà Nội rất là rõ về phần nhiệm vụ giải pháp, chủ yếu và phân công trách nhiệm. Các thấy có 7 nhiệm vụ giải pháp rất là cụ thể dành cho các em. Chúng ta đi tiếp về phần giới hạn của thông tư liên tịch số 08 năm 2016. Ở đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đấy, quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về dân số để gắn với nội dung cho thấy giới hạn điều 6 và mục 1 mục 3 đấy. Thì chúng ta thấy về điều 6 chính là quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh của dân số viên hạng 4 đúng không? Với mã số V.08.010.29 đúng không ạ? thì chúng ta thấy về mục 1 đây chính là phần nhiệm vụ đúng không ạ? Mục 3 thì chúng ta thấy chính là về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dân số viên hạng 4. Thì uh, chúng ta thấy về nhiệm vụ ở đây ra uh, các cần nắm bắt được số lượng như thầy nói rồi, cần nắm bắt làm sao rõ được uh, 8 cái nhiệm vụ uh, của dân số viên hạng 4. Cái nhiệm vụ thứ nhất ta phải nêu luôn đúng không ạ? Uh, nhiệm vụ thứ nhất là tham gia xây dựng kế hoạch tác nghiệp về hoạt động dân số và gia đình tại địa bàn công tác nhiệm vụ thứ hai là đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được phân công nhiệm vụ thứ ba là thu thập thông tin lập báo cáo công tác thống kê kế hoạch gia đình nhiệm vụ thứ tư là thực hiện các hoạt động dân số của gia đình theo chuyên môn nhiệm vụ thứ năm là kiểm tra giám sát chuyên môn việc thực hiện công tác dân số của gia đình trên địa bàn được giao nhiệm vụ thứ sáu là hướng dẫn nghiệp vụ dân số của gia đình cho công tác học viên nhiệm vụ thứ bảy là học tập bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ thứ tám là thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công chúng ta nhớ cho thầy được 8 cái nhiệm vụ uh, về dành cho dân số viên hạng 4 chức danh rất rõ cái mục số 3 ở đây chúng ta thấy đó là tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì chúng ta cần nắm được số lượng ở đây đó nó có 6 cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn thứ nhất đó là hiểu đúng các chính sách của đảng nhà nước về dân số đúng không ạ cái hoạt hóa gia đình thứ hai là chúng ta thấy là phải có năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế trong lĩnh vực dân số của gia đình. Tiêu chuẩn thứ ba là có năng lực chủ động thực hiện các công việc và nhiệm vụ chuyên môn được giao. cái tiêu chuẩn thứ tư là có năng lực thu thập số liệu, lập sổ sách, cập nhật báo cáo với tác dân số của gia đình. Cái tiêu chuẩn thứ năm là có năng lực phối hợp để thực hiện công tác dân số của gia đình. Cái tiêu chuẩn thứ sáu là có năng lực trình bày đúng về chuyên môn nghiệp vụ dân số của gia đình. Chúng ta nhớ cho thầy 6 cái tiêu chuẩn, 8 nhiệm vụ của chức danh dân số viên hạng 4 các em nhá. là xong thông tư liên tịch số 08 năm 16. Ta đi tiếp về nghị định 117 năm 2020, đây văn bản này rất là mới, quy định về xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực y tế với nội dung giới hạn của các điều 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Các cần nhớ văn bản này học rất là kỹ các em nhá. À, điều 96 về vi quy định về vi phạm quy định chuyên truyền phổ biến thông tin tư vấn về dân số sức khỏe sinh sản của gia đình thì quy định rất cụ thể các hình thức xử phạt ở đây cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cản trở và vận động tuyên truyền phổ biến thông tin tư vấn về dân số sức khỏe sinh sản của gia đình thứ hai là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng với một trong các hành vi sau đây đúng không ạ? Nó thấy rất là rõ cụ thể là ba hành vi hành vi thứ nhất là tuyên truyền phổ biến hoặc đưa ra các thông tin có nội dung trái với đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc có ảnh hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội thứ hai đó là tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số không chính xác sai lệch có ảnh hưởng xấu đến à, việc thực hiện công tác dân số đời sống xã hội và những khác thứ ba Nội dụng việc tuyên truyền phổ biến thông tin về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình để phát tán tài liệu vật phẩm hoặc có các hành vi khác trái với thuần thông mỹ tục và đạo đức xã hội. Bên cạnh các hình thức phạt tiền như vậy, đúng không ạ? Hãy cảnh cáo là thấy rõ ràng ở đây là chúng ta có thêm nữa về hình thức hình phạt bổ sung. Đó là tịch thu tăng vật vi phạm hành chính là các tài liệu vật phẩm có chứa thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. Về biện pháp khắc phục hiệu quả thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng với các hành vi này chúng ta phải buộc tiêu hủy tăng vật đã được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Thứ hai là phải buộc cải chính thông tin không đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và công dân số đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này theo quy định của pháp luật là nội dung của điều 96. ta đi tiếp ở điều 97, đó là các quy định vi phạm về tuyên truyền phổ biến tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi y muốn. Đầu tiên, ta sẽ mức phung phạt là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong hai hành vi sau đây Hành vi thứ nhất đó là tuyên truyền phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Thứ hai là tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Về nội dung phạt tiền mức từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây cụ thể là hai hành vi. Hành vi thứ nhất là chúng ta bán cho thuê phân phát đưa lên mạng internet xuất phẩm sản bản phẩm bài viết có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo muốn thứ hai đăng phát thông tin có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Thứ ba, ở khung hình phạt chúng ta thấy với từ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi về dịch, xuất bản, sản xuất, in phát hành, nhân bản, sao chụp, xuất bản phẩm, Và viết có nội dung tuyên truyền để có được giới tính thai nhi theo muốn. Thì với các hành vi xử phạt đó chúng ta có hành thức xử phạt bổ sung, còn tịch thu tăng vật vi phạm hành chính xuất bản phẩm bài viết tài liệu thông tin tuyên truyền đối với hành vi quy định tại khoản 1 khoản 2 điều này. về biện pháp khắc phục hậu quả thì nó thấy rất rõ ở đây. Đó là việc gì? phải buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi tại điểm A khoản 1 và điểm B khoản 2 điều này. Trong trường hợp loại bỏ được thì buộc tiêu hủy sản phẩm có yếu tố vi phạm. Tiếp theo ở điều 98, vi phạm các quy định về chẩn đoán xác định giới tính thơ nhi với các quy định rất là cụ thể với hình thức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi. Thứ hai là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi bị ta bắt mạch hoặc là siêu âm hoặc xét nghiệm uh, xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ cung cấp thông tin về giới tính thai nhi trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Về ở đây chúng ta thấy về hình phạt uh, bổ sung sẽ là tước quyền giấy phép hoạt động chính trị hành nghề trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm ở khoản 2 điều này. Đó liên quan đến cái việc mà hành vi bắt mặt siêu âm xét nghiệm đấy đúng không? Với người đang mang thai chẩn đoán tiết lộ cung cấp thông tin về giới tính. Tiếp theo ở điều 99 thì chúng ta thấy vi phạm về quy định lựa chọn giới tính thai nhi với các khung phạt rất rõ. Đầu tiên với mức khung phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi, vi đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Thứ hai là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vụ dùng vũ lực ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi ý muốn. Thứ ba là phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong ba trường hành vi sau đây. Hành vi thứ nhất là chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi theo muốn. Thứ hai là hành vi về cung cấp dịch vụ thuốc vật tư để có được giới tính thai nhi theo muốn và thứ ba là nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo muốn trừ trường hợp được pháp luật cho phép về bên cạnh hình phạt như vậy là thấy có xử phạt như vậy là thấy là có cả hình phạt bổ sung thấy rất là rõ ở đây đó là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối hành vi vi phạm tại khoản 3 điều này rồi tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối hành vi quy định tại khoản 3 điều này quy định về biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải tiêu hủy dụng cụ, thuốc vật tư đã được sử dụng để thực hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này. Điều 100 hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thì chúng ta thấy cần nắm được các nội dung sau đây, 7 nội dung các em nhá, về từ khung hình phạt, rồi chúng ta thấy hình phạt bổ sung rồi mà rất là rõ ở đây nhá. Thì chúng ta thấy về hình phạt ở đây từng mức rất là rõ. Với phạt tiền từ À, các nội dung cho thấy đúng không ạ à, về về từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi mức phạt tiền thứ hai à, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi dụ dỗ lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính à, khung hình phạt thứ ba thấy tăng lên ạ? phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng Đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Khu hình phạt thứ tư là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính. Khung hình phạt thứ năm mà thấy dành cho mức rất là cao ở đây về phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong hành vi. Hành vi thứ nhất là cung cấp hóa chất thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thứ hai là chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất hoặc các biện pháp để loại bỏ thai nhi uh, mà biết rõ được người mang đang mang thai uh, muốn bỏ loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính khu hình phạt thứ sáu là mức cao nhất là phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính giới tính Bên cạnh các khung hình phạt như vậy, chúng ta thấy về tiền ấy chúng ta có hình phạt xử à, phạt bổ sung đó là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 điều này. À, thứ hai ta thấy là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 điều này. À, thứ ba là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động mà dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm A khoảng 5 điều này. Thấy rất rõ trong giới hạn điều 100. Với điều 101 vi phạm các cái quy định về cưỡng bức thực hiện cái hỏi gia đình thì chúng ta cần nắm các nội dung ở đây về các hình các cái khung hình phạt rồi hình phạt hình thức bổ sung rồi biện pháp khắc phục. Thì chúng ta thấy rất là rõ với khung hình phạt thứ nhất là thấp nhất ấy, ta thấy rồi liên quan đến cái việc cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hai hình thức vi phạm sau đây với hành vi vi phạm. Một là không cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho người thuộc diện được cấp theo quy định của pháp luật và có đăng ký sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí. Hành vi thứ hai là có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm à, người sử dụng biện pháp tránh thai, người sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái. Khu hình phạt thứ hai mà chúng ta thấy thể hiện sức gian đe tăng dần lên. Đó là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng với hành vi đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải sử dụng biện pháp tránh thai. Khu hình phạt thứ ba là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hình thức sau đây vi phạm hành vi cụ thể 2 hành vi đó đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác không sử dụng biện pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng biện pháp tránh thai. Thứ hai đó là đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải mang thai, phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái. Khung hình phạt thứ tư ở đây chúng ta thấy tăng dần lên rất rõ là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với các hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải sử dụng biện pháp tránh thai. Khung hình phạt thứ năm đó là phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi sau đây. Chúng ta thấy đó là việc đặt dụng cụ tử cung rồi tiêm thuốc tránh thai cấy thuốc tránh thai mà không có sự đồng ý của người sử dụng, rồi dùng vũ lực để ép buộc người khác không được sử dụng biện pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng biện pháp tránh thai, rồi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai, phải sinh thêm con khi họ đã sinh con toàn con trai hoặc toàn con gái. Khung hình phạt thứ sáu là mức đặt cao nhất đây, chúng ta thấy mức phạt tiền, phạt tiền đây từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi thực hiện kỹ thuật triệt sản mà không có sự đồng ý của người bị triệt sản thì với bên cạnh các hình phạt tiền đây ra thấy hình thức phạt bổ sung còn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 điều này về biện pháp khắc phục thì chúng ta thấy hậu quả ở đây rất là rõ nó là buộc phải tháo dụng cụ tử cung thuốc cấy tránh xa thai đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 điều này nội dung quy định rất rõ ở điều 101 rất là rõ vì vi phạm quy định cưỡng ép thực hiện cái hoạch gia đình với 6 khung hình phạt phạt tiền rồi quy định chúng ta thấy về hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục. Điều 102 vi phạm quy định về bán phương tiện tránh thai thì chúng ta cũng cần nắm các nội dung liên quan có hai khung hình phạt tiền rồi hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Thì khung hình phạt đầu tiên về phạt tiền chúng ta thấy đó là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi bán các phương tiện tránh thai đã được cơ quan nước có thẩm quyền quy định là cung cấp miễn phí Khung hình phạt thứ hai ở đây chúng ta thấy là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bán phương tiện tránh thai là sản phẩm tiếp thị xã hội cao hơn giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thì bên cạnh khung phạt, phạt tiền chúng ta thấy sẽ có hình thức xử phạt bổ sung đó là tịch thu tăng phật vi phạm hành chính là phương tiện tránh thai đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này và biện pháp khắc phục hậu quả đó là chính là buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật với hành vi quy định tại khoản 1 khoản 2 điều này trường hợp không hoàn trả được ấy, cho đối tượng thì phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Văn bản cuối cùng ở đây đó là quy định số 102 về xử kỷ luật đảng viên vi phạm nội dung của điều 27. Chúng ta thấy quy định rất rõ quy định về đảng ở đây đúng không ạ? Về vi phạm quy định chính sách dân số của gia đình. Thì với đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách nó chúng ta thấy rõ ràng trường hợp là gì cản trở trường hợp một đấy là cản trở cưỡng bức thực hiện các gia đình tham gia các hoạt động xét nghiệm Trần đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định thứ hai là khai báo hoặc xin xác nhận giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ chồng con để thực hiện không đúng quy định để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch gia đình à, trường hợp thứ uh, hai chúng ta thấy ở đây là trường hợp vi phạm uh, đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 điều này mà tái phạm đấy hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm trường hợp sinh con thứ tư trường hợp trừ trường hợp là quy định pháp luật có quy định khác thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu mà người đó có chức vụ đúng không ạ với với viên chức tham viên chức quản lý đấy đúng không chứ quản lý à, quy định thứ ba ở đây đó là trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này mà gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì chúng ta thấy thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đúng không ạ Đấy, cụ thể với dành cho với các hình thức ra trừ khỏi đảng mọi người cần lưu ý đó là gian dối trong việc à, cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định đó chúng ta nhớ với việc này sẽ khai trừ ra khỏi đảng Đấy, với trường hợp quy định mới à, khoảng một phần hai cái hậu quả nghiêm trọng đó, rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc là gì vi phạm trường hợp mà, mà gian dối này trong việc sinh con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất nó là con đẻ nhằm cố tình sinh con thêm ngoài sinh con ngoài quy định ấy, mà sẽ thi hình thức khai trừ ra khỏi đảng Thế là toàn bộ các nội dung dành cho các bạn thi vị trí việc làm dân số hạng số hạng 4 nhá thì các em học kỹ đối chiếu với tài liệu mà thầy đã hướng dẫn cho các em đã gửi lên lớp chúng ta nghe phần nội dung thầy trao đổi video này để em dễ dàng học ngấm thấm còn cách thức trình bày như thầy nói rồi thầy đã trao đổi rất kỹ từ các video đầu tiên rồi các cái video trong các bộ đề phần 6 văn bản chung thì các em học kỹ kết hợp nhá những phần đặc biệt thầy đã nhấn mạnh để các em dễ dàng học thì thầy xin phép kết thúc buổi học và dành cho các bạn dân số viên hạng 4 ở đây và cảm ơn các em rất nhiều và xin chào tất cả các em